Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi thi công được 4 bức tranh tại nhà bác Sơn. Bức tranh đây là tranh kim tuyến UV. Mọi người nhìn thấy không? Tranh rất là sâu, mình nhìn thấy từng chỗ tảng đá luôn. Nhìn thấy từng con cá luôn. Và đây còn một bức hay hơn nữa là ở trong này tranh nổi 100%. Đây, sờ và mình có cảm giác cái con hạt này nó bay ra ngoài luôn đó mọi người. Đấy, rất đẹp à. Và bên cạnh này còn một bức tranh nữa. Nhà chú Sơn ở đường Sông Giang. Nhà chú Sơn đường Sông Giang, đường Xóm Giang, Dĩ An Bình Dương. Đấy, rất đẹp, nhìn nó nổi ra ngoài luôn. Đẹp không chú Sơn? Đẹp. Tuyệt vời. Đây, đây mà này còn một bức nữa nha. Bồ câu. Đấy, mình thấy không? Tranh rất là sâu. Rất là nét. Đó. Mà mình thích hơn là bức này nè, bức này thích hơn. Bức này mình thấy cá nước rất là trong. Đấy, giống như từng giọt nước rất là thật ha. Độ phân giải rất cao luôn. Cảm ơn mọi người, nếu mọi người có mong muốn dán tranh thì hãy liên hệ với Sử Tranh. Bye bye.